Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio lại lên sóng để xả một số món. Hiện tại là em đang lên sóng một cặp loa BNW của hãng BNW model là 602S3. Cặp loa rất là đẹp anh em nhé. Cặp loa BNW 602S3 sản xuất tại Anh Quốc. Loa bãi về rất là đẹp. Cặp loa rất là đẹp anh em nhé. Và cái cặp này thì màng gân còn sáng bóng anh em nhé. Màng gân còn vàng chói luôn đấy. Và đặc biệt của cái loa này là lúc vận chuyển về nó có bị cấn nhẹ một tí ở đây. Có bị cấn nhẹ một tí ở đây, em có xử lý sơ qua thôi. Còn cái này anh em nào khéo tay thì xử lý lại. Còn là cặp loa này chung quy là rất đẹp, cực kỳ đẹp anh em nhé. Đấy, chỉ có một cái lỗi nhỏ, còn nguyên cả cầu loa này sáng bóng luôn, loa rất là đẹp anh em nhé. Vận chuyển về thì nó bị cắn nhẹ một tí ở đây, còn nữa là tuyến loa cực kỳ đẹp. Và cặp loa này giá thị trường 14-15 triệu, nhưng mà hiện tại cặp loa này thì hôm nay Giang Nam Audio sẽ xả một cái giá rất là yêu thương, là giá em xả hôm nay là 11.500 anh em nhé. Loa zin nguyên bản chạy hoàn hảo anh em nhé. Hôm nay em xả 11.500, anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0974086286. Loa bao zin bao chạy và hình thức thì như em quay đây. Anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Xin cảm ơn tất cả anh em.